Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị thân mến, các bệnh bù trứng đa nang theo nghiên cứu gần đây nhất thì là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng vô sinh ở nữ giới. Vậy thì liệu ta có giải pháp nào cho vấn đề này? Chính vì thế ngày hôm nay chương trình đã mời tới trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là giám đốc phòng khám FAA Clinic cũng như là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, sẽ có những chia sẻ thú vị cho quý vị khán giả về vấn đề này. Vâng, xin được kính chào bác sĩ Phạm Thành Sơn ạ. Chào MC Thúy Huyền và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Vâng, và câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay đến từ chị Phạm Thanh Tuyền, sinh năm 1984 ở Cần Đước, Long An. Hiện tại thì chị đã có một con rồi và hiện muốn sinh thêm một cháu nữa, nhưng đã 5 năm rồi mà vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. Chị thường xuyên bị rong kinh, đi kiểm tra tây y, kết luận có nhiều nang buồng trứng, người thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. Vâng, và đối với tình trạng hiện tại của chị Phạm Thanh Tuyền thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn được không ạ? Về trường hợp của chị Tuyền thì chúng ta sẽ phân tích lại một chút. Đó chính là gì? Chị Tuyền thì đã có một em bé được 5 năm rồi và đang mong muốn có một bạn thứ hai. Vấn đề của bạn Tuyền gặp phải ở đây đó là chính là thường xuyên là rong kinh, rong huyết và thì hay bị hoa mắt, chóng mặt. Đấy, thì để mà phát hiện được các cái triệu chứng bệnh mà thì chị Tuyền có thể gặp phải thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ tới đó là cái hiện tượng về rối loạn nội tiết. Đấy, rối loạn nội tiết tức là gì ạ? Bình thường một chu kỳ chúng ta rất là đều khoảng 28 đến 30 ngày và cái số lượng ngày kinh nó thường thường nó chỉ rơi vào tầm 3-4 tầm 5 ngày thôi. Đấy, nhưng mà của chị rong kinh rong huyết thì có thể là gì trên 7 ngày trên 10 ngày thì được gọi là rong kinh rong huyết. Và cái tình trạng rong kinh rong huyết là mình nghĩ là diễn ra rất là nhiều và trong một thời gian dài thì nó gây ra cái hiện tượng đó chính là thiếu máu mãn tính và chị Tuyền thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Đấy, với cái nguyên nhân gây ra rong kinh rong huyết này ngoài cái nội tiết ra thì mình nghĩ rằng có thể bà Tuyền nên đi siêu âm để kiểm tra xem tử cung có vấn đề gì bất thường hay không, có u cục gì hay không, ví dụ như là gì bị u sơ dưới niêm mạc chẳng hạn, cũng rất hay gây ra cái hiện tượng rong kinh rong huyết bất thường, hoặc là gì ung thư niêm mạc tử cung, đấy, hoặc là gì bị viêm lộ tuyến của tử cung rồi ung thư của tử cung, cũng là những cái hiện tượng mà gây ra cái rong kinh rong huyết bất thường. Đối với tình trạng bị đa nang buồng trứng sau khi sinh con của chị Thanh Tuyền nói riêng và của các chị em phụ nữ nói chung thì có những nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng này thưa bác sĩ? Buồng trứng đa nang thì do bẩm sinh hoặc là trong cái quá trình mình lớn lên mình phát triển thì mình ăn một số những cái loại thực phẩm nó không đảm bảo về sức khỏe thì nó cũng có thể gây ra cái buồng trứng đa nang. Vậy thì cái việc mà bị buồng trứng đa nang nó có liên quan gì đến cái việc mà đã sinh con đầu tiên không ạ? Mình gặp rất nhiều những trường hợp và cũng bị buồng trứng đa nang nhưng mà các bạn ấy vẫn có 2-3 con bình thường. Buồng trứng đa nang thì có nghĩa là gì? Hay gặp nhất là trong cái quá trình chu kỳ ấy, thì các nang trứng cái vỏ nó rất là dày và nó không phóng loãng. Nhưng mà một số bạn cũng là đa nang nhưng mà vẫn có trứng trội lên phóng loãng bình thường thì vẫn sinh con được. Vậy thì ta có những cái giải pháp nào để có thể áp dụng cho cái tình trạng hiện tại của chị Phạm Thanh Tuyền thưa bác sĩ? Trong cái giải pháp mà chúng ta đang dùng hiện nay thì chúng ta có thể dùng các thuốc hỗ trợ, ví dụ như là kích trứng nhẹ này, hoặc là dùng các sản phẩm có cái hàm lượng myo-inositol cao. Đấy, thì cũng sẽ hỗ trợ được cho cái buồng trứng đa nang nó có những cái nang trội nó phát triển vượt bậc lên. Nếu mà buồng trứng đa nang nó quá nặng thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp phẫu thuật nội soi thăm dò rồi chọc drilling buồng trứng. Và vừa rồi thì bác sĩ có nhắc tới việc chúng ta cần phải phẫu thuật nếu mà áp dụng thuốc cũng như là các phương pháp đơn thuần không khỏi đúng không ạ? Vâng, vậy thì đối với trường hợp như của chị Phạm Thanh Tuyền thì có thể áp dụng những cái phương pháp nào và cụ thể
thì bạn đã có được một em bé là được 5 tuổi rồi, thì mình nghĩ rằng cái phương pháp phù hợp thì sẽ là dùng thuốc hoặc là kích trứng nhẹ hoặc những phác đồ ngắn, dùng clomiphene strap. Còn về phẫu thuật có nghĩa là chúng ta khi mà cái buồng trứng nó quá nhiều đang nhỏ, dùng kích trứng không thể lên được, thì đôi khi các bác sĩ thì sao sẽ mổ dripping buồng trứng, tức là chúng ta sẽ đưa một cái ống nội soi vào trong ổ bụng, chúng ta nhìn cái tìm hai cái buồng trứng đó, và sau đó là chúng ta chọc bớt những cái nang buồng trứng đi đấy, để cái phần buồng trứng lành còn lại nó ít ra đi, thì bắt đầu nó có khả năng nó vượt trội lên. Hoặc là nặng nữa chúng ta sẽ cắt góc buồng trứng đi. Đấy, những cái trường hợp như này thì các bác sĩ sẽ rất là cân nhắc, họ sẽ phải khám rất là kỹ càng, khám cả vợ cả chồng, chứ không phải là chỉ có mỗi một trường hợp của người vợ. Đôi khi là thì buồng trứng đang của chị Tuyền đúng là buồng trứng đang nhưng nó vẫn có đang trội lên, mà nguyên nhân lại đến từ người chồng thì sao? Đấy, thế nên với cái trường hợp của chị Tuyền thì mình cũng khuyên là chúng ta nên đi khám lại cả vợ và cả chồng, xét nghiệm lại tinh trùng đồ, nên tinh trùng có bình thường không đã, thì chúng ta thì sẽ can thiệp vào những thủ thuật và người phụ nữ sau. Bởi vì thực ra khi mà những cái thủ thuật đó nó can thiệp vào người phụ nữ thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích vừa rồi ạ. À, vâng, qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì hy vọng chị Phạm Thanh Tuyền đã có thêm cho mình cái kiến thức về cái căn bệnh buồng trứng đa nang, cũng như là đã tìm ra cái giải pháp phù hợp nhất với bản thân của mình. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy gọi ngay tới số hotline 0859-022-102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi15a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life đến đây là hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã có mặt tại chương trình và có những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ. Nếu quý vị khán giả yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào, thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.